Mời cả nhà lắng nghe tiếng hát của anh trai Đức Tuyết bên cầu dệt lụa. Thế nào hiền đế? Hiền đế đã chuẩn bị đồ đạc lên đường ứng thí rồi chứ? Đế thì có gì đâu mà sẵn sàng. Không sẵn sàng hả huynh? Còn đại huynh, sao mà tiểu đệ không thấy đại huynh chuẩn bị gì hết vậy? Ủa, cái bài này mời kép mà. Anh trai. Cái gì vậy? Bài này mời kép mà giỡn em không à? Lê Mến 876. Ý sao? Lê Mến 876. Ý là bây giờ em hát kép với anh phải không? Yêu cầu bị lộn hả anh? Bài này đào hay kép à? Đâu, anh kia đây là mời kép mà. 157. Ok anh. Mùa thu trên Bạch Mã Sơn đúng không? Thôi thấy cái chữ mời đào là ok rồi. Giờ này nơi Bạch Mã Sơn đang cử hành hôn lễ, nàng đang gục đầu trong vòng tay âu yếm của phụng quân, cho nhau từng nụ cười, cho nhau từng hơi thở. Bốn mắt đắm chìm trong mộng mê thần tiên, còn ta sẽ bơ vơ trọn đời trọn kiếp. Hay quá anh trai, lên mến em nhận kênh rồi. Về xin âm thầm trả lại áo ai trao, như thầm trả lại lời thề. Rồi kiểu hồng em theo tiếng ai, đang xót xa với bao niềm riêng. Kìa, Loan cô nương, tại sao cô nương lại có mặt ở nơi này khi hôn lễ đang tưng bừng mở hội? Để nói với anh lời sao cuối, là mối đã trót yêu hồ dù âm ca. Đừng, cô nương đừng nói như vậy mà đắc tội với chồng. Nhưng biết làm sao, vì đó là sự thật. Không, xin hãy giữ cho nguyên một tình yêu quyền diệu thanh cao, được dâu kinh giữa tâm linh hai người trong cuộc. Vậy thì Loan cô nương chớ vội nói ra, chỉ làm đau đớn xót xa người phiêu bạc kẻ loan phong. Hay quá anh ơi. Xin hãy giữ
được giữ tròn bổn phận, và tôi được sống bằng mong tư. Để rồi khi dấn thân vào trong các tuổi sương mù, tôi vẫn gửi lại sau lưng từng niềm mơ. Hay quá anh trai Đức Tuyết, người con Hà Nội, yêu vọng cổ cải lương Nam Bộ. Hồ Vũ âm ca, em biết là lòng của Vũ ca vô cùng cao thượng, nhưng còn gì nữa đâu mà cử hành hôn lễ. Tại sao, tại sao lại không cử hành hôn lễ? Tại sao non cô nương lại toan hủy hoại hạnh phúc của mình? Tại vì bọn thần lòng giáo cố tình phá vỡ, nên đã cướp đoạt kiều hoa và bắt trách đại sư ca của tiểu muội đi rồi. Có lẽ do nơi định mệnh đã an bài, cho nên cuộc đời của tiểu muội bị đặt trong một hoàn cảnh khắc khiên. Nếu trách đại sư ca của mình hề nào, thì tiểu muội sẽ hóa thành cô phù. Còn nếu trách đại sư ca được bình yên trở lại, thì trọn một đời mang nặng cõi tình si. Đặng Sơn 111. Tuấn Hồ, Đặng Sơn em nhận cây rồi ạ. Lê Mến, Tuấn Hồ, Đặng Sơn em nhận kênh của ba anh chị rồi ạ. Thưa cô nương, ân ca ơi, vài hôm nữa tiểu muội phải về một nơi xa xăm lắm. Tôi biết cô nương sẽ lên đường về bằng mà sông, vui câu phu phụ cùng trác phục quân công tử. Dân muội là kẻ ở quê trung, như chân em nềm ấm, nên muốn ân cần trao lại ân ca chiếc áo. Kéo sương gió ngàn phương sẽ làm nặng vai người phiêu bạc. Lần đầu tiên em chưa có quen lời văn lắm, chưa được suôn sẻ anh chị Đại Tông cả. Nhận áo ai trao lời nghẹn nói, gặp nhau chi quá muộn màng. Ngơ ngẩn trái hồn theo mây khói, chưa lời hò hẹn đã ly tan. Loan cô nương ơi, tay hôn áo ai trao như ôm tròn của một kẻ đã nợ trọn đời lưu lạc phương. Giờ nhẫn thì né tao tội trong hồn, còn từ chối thì ngỡ ngàng lòng không nỡ nói. Kỷ niệm sẽ phai đi màu mong đời, chồng
Tuyết ơi, cảm ơn anh trai đã vào song ca cùng em gái. Cảm ơn cả nhà đã cổ vũ cho anh em. Em mến chào anh Minh Tuấn. Vâng, em mến chào chị Lê Mến 876, anh Tuấn Hồ 963, anh Đặng Sơn 111. Em mến chào anh Minh Tuấn ạ. Anh Minh Tuấn vào cho em gái xin kênh nha. Tiếp theo em mời anh trai Linh Vĩnh nha. Anh trai Linh Vĩnh sau đó không thấy chị Thu Châu ở đây thì em sẽ mời anh trai Đàm Vinh, chị Lê Mến